Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ kinh nghiệm du học của công ty Tân Đại Dương. Thì để giúp các bạn đi du học Singapore có thêm được hành trang tốt khi mà du học, thì trong chương trình hôm nay Tân Đại Dương mời các bạn cùng lắng nghe phần chia sẻ của bạn Nguyễn Đức Huy, một du học sinh Singapore vừa trở về. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe phần trò chuyện của Huy nhé. Chị chào Huy. Dạ, em chào chị. Em giới thiệu đôi nét từ bản thân em. Mình tên là Nguyễn Đức Huy, năm nay mình 17 tuổi. Mình đã đi du học Singapore được 5 tháng rồi. Và trường mà mình đã theo học tại Singapore đó là trường Kaplan. Và trường Kaplan là cũng là một trong những trường nổi tiếng của Singapore về chất lượng giáo dục và cũng về lượng học sinh quốc tế. Thì theo mình nghĩ khi mà bước đầu mà đặt chân đến Singapore thì có rất là nhiều bỡ ngỡ và rất là nhiều cái sự lo lắng trong mình. Bởi vì em lúc em đi Singapore là em chỉ đi có một mình thôi, và lượng tiếng Anh lúc đó cũng chưa có cao lắm, nhưng mà lại đặt chân đến một đất nước mới thì rất là lo lắng trong lòng. Vậy thì cái cảm nhận của em sau cái thời gian sinh sống tại Singapore thì em có cảm nhận như thế nào? Cảm nhận như đó là một ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Mọi thứ đều rất là thân thuộc và rất là bình dị. Khi em ở đó thì mới đầu thì gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc di chuyển đi lại, vì mình vừa phải làm quen với lại hệ thống xe buýt. Mặc dù ở Việt Nam vẫn có xe buýt nhưng mà không có thường xuyên di chuyển và không có ít khi nào có dịp được đi xe buýt, tại vì mình toàn sử dụng xe gắn máy. Thì qua bên ở Singapore thì phương tiện đi lại chủ yếu của người dân đó là xe buýt và tàu điện ngầm. Thì qua đó mình phải biết được là những cái trạm đến của nơi mình ở và trường học là trạm tàu điện ngầm nào, và hoặc là những chuyến xe buýt, số xe buýt từ nhà cho đến trường hoặc những cái nơi mình muốn đến đó là chính xác đó là số nào để không có bị lạc. Và cũng một vài lần mình bị lạc và khoảng cách lạc rất là xa, và phải từ 3 giờ đi học về mà phải tới 5 giờ tối, sau khi 6 giờ tối mới về tới nhà. Xe buýt Việt Nam với xe buýt Singapore thì khác nhau rất là nhiều. Thì ở Singapore thì xe buýt là hoàn toàn tự động và chỉ có một tài xế, và họ chỉ ngồi ở một chỗ chứ không có di chuyển đi lại trong xe buýt. Và những tuyến đường họ chạy thì họ chỉ chạy dừng đúng trạm, mặc dù hai trạm có thể là cách nhau 20 thước hoặc là 30 thước, nhưng mà người xe buýt đến trạm trước, nhưng mà người khách trên xe muốn đến trạm thứ hai là, nhưng mà người tài xế vẫn không chịu dừng, tại vì đó không phải là lịch trình chính xác của người ta, thì người ta sẽ không dừng ở đó để đưa những cái chiếc xe buýt vào một cái quy định cụ thể để không người dân có thể dễ dàng di chuyển. Và nó rất là sạch sẽ và máy lạnh thì rất là mát. Mặc dù mới qua thì tốc độ cảm thấy là tại sao trong thành phố nhỏ mà chạy vèo 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 vèo. Nhưng mà đó, khi mình đi quen rồi mình cảm thấy đó là một cái lợi, tại vì mặc dù chạy nhanh nhưng họ chạy rất là an toàn, và mình có thể không có bị mất quá nhiều thời gian khi mà di chuyển ở trong thành phố. Thời gian sống ở Singapore vậy thì em thấy đồ ăn hay là sinh hoạt ở bên đó như nào? Về đồ ăn thì lúc đầu chúng ta sẽ gặp khó khăn về việc ăn uống, tại vì đa phần ở Singapore nó 60% đó là người Hoa sinh sống. Thì bởi vậy những cái đồ ăn của họ, mặc dù nói là người Hoa, ở Việt Nam vẫn có người Hoa, nhưng mà thức ăn của hai quốc gia đó là khác nhau. Vì họ sẽ ăn những cái món mà mình có thể là, đối với bản thân mình thì mình ăn chỉ được có khoảng chừng một món trong 10 món của họ thôi, đó là những cái gà hoặc là vịt. Nhưng mà khi mà các bạn có thể ăn được, tưởng thức được hết những cái món ăn của họ, thì các bạn sẽ cảm nhận được mỗi quốc gia nó có một cái tinh túy ẩm thực khác nhau. Và khi đã quen rồi thì các bạn có thể dễ dàng chọn những cái món ăn thích hợp để thay đổi. Hoặc là đối với du học sinh thì nếu mà các bạn có nhiều bạn, khi mà một thời gian lâu các bạn có nhiều các bạn ở chung phòng, thì chúng ta có thể chọn là đi ra siêu thị để mua những cái món ăn về và tự chế biến những món Việt Nam theo sở thích của các bạn, và chi phí nó lại rẻ hơn so với các bạn đi ăn ở ngoài. Vậy còn chỗ ở bên đó thì như thế nào? Trước khi mình đi thì mình nhờ các anh chị book sẵn cho mình một cái gọi là cái hostel, đó là một dạng ký túc xá nhưng mà do ở tư nhân đầu tư và không phải thuộc quản lý của nhà trường, nên cái việc ở trong đó thì nó cũng giống như là các bạn ở trọ vậy thôi. Nhưng mà ở trong hostel thì nó có tất cả các camera, và công nhân ở trong đó họ dọn phòng hoặc là họ dọn những cái nhà vệ sinh vào theo cái lịch trình cụ thể, nên chúng ta có thể không phải lo lắng đó là ở đông quá không ai dọn thì nó sẽ bị quá dơ hoặc là mất vệ sinh. Và ở hostel chỉ có một bất lợi đó là máy lạnh thì họ chỉ mở từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ sáng hôm sau, thì họ sẽ tắt cho các ngày trong tuần, nên đôi lúc nếu các bạn được nghỉ học thì có thể nó sẽ hơi nóng. Nhưng mà khi mà các bạn ở quen rồi thì các bạn sẽ không muốn di chuyển ra ngoài, bởi vì ra ngoài rất là mất thời gian. Và ở hostel thì nó cũng vui, tại vì các bạn có thể ở
chung. Và thường thì mình thấy thì các du học sinh mới qua thì các bạn sẽ chọn ở hostel và các bạn có thể gặp được những người bạn cũ của mình. Như mình đã gặp được một bạn học chung cấp 3 bằng tuổi và các bạn qua đó bạn cũng ở chung hostel với mình, và như vậy thì sẽ rất cảm giác rất là vui và đỡ nhớ nhà hơn. Xin thì về buổi chơi giải trí thì khỏi phải nói rồi. Với Universal thì ở Sentosa thì đó là một khu vui chơi. Nếu các bạn bỏ một số tiền ra, các bạn có thể vui chơi cả ngày thoải mái mà không phải mất thêm một cái phí nào nữa. Còn về các thắng cảnh ở Singapore thì khỏi phải bàn, rất là đẹp và rất là sạch, được mọi người được các người dân ở Singapore họ giữ ý thức rất là tốt về giữ gìn vệ sinh, và các công trình được tu sửa thường xuyên. Nếu mà có một chỗ nào đó hỏng hóc thì họ sẽ tu sửa ngay mà không phải chần chừ, sẽ làm mất mỹ quan của thành phố. Với tư cách là một du học sinh từ Singapore trở về, thì em có cái lời khuyên hay là những cái chia sẻ nào dành cho những bạn mà sắp tới lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Singapore để du học? Thì theo như kinh nghiệm của mình thì khi mà các bạn lần đầu đặt chân đến Singapore, nếu mà không chọn có người thân hoặc là không chọn dịch vụ đưa rước thì các bạn nên sử dụng taxi để đi đến nơi mà mình đã book lịch sẵn mà để ở. Thì các bạn chỉ cần leo lên taxi và đưa cho họ các địa chỉ, họ sẽ chở các bạn tới tận nơi. Nhưng mà cũng đừng có quá mà tò mò tại sao mà thành phố nhỏ như vậy mà taxi họ lại không thể biết được một cái địa chỉ dễ đến, một cái địa chỉ trong thành phố, mặc dù thành phố rất là nhỏ thì họ cũng không biết đâu, tại vì họ toàn sử dụng bản đồ thôi. Bởi vì đường xá ở Singapore thì rất là khó nhận biết đó là đâu là nơi nào và các bạn đang ở đâu, nên hãy sử dụng taxi để đi đến nơi chứ đừng có tự mà mò mẫm tới thì các bạn sẽ bị lạc đấy. Với lại theo mình thì khi mà các bạn nhận phòng thì các bạn nên nhờ một bạn nào đó người Việt để dịch lại cho mình về các quy định của nơi mình ở cũng như về cái hợp đồng trước khi mình ký, bởi vì nó có thể là một điểm bất lợi cho mình khi mà mình không biết và mình có thể vi phạm phải những cái điều mà quy định người ta đã đưa ra khi mà mình không biết tiếng Anh. Và ở Sinh thì cuộc sống cũng rất là yên bình bởi vì không có những cái tệ nạn xã hội xảy ra thường xuyên. Mọi người có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn nhưng mà đừng có gây ảnh hưởng tới mọi người là được. Sinh là một quốc gia có khí hậu theo mình là nóng chứ không có phải là mát mẻ hoặc là lạnh như những cái quốc gia khác, nên các bạn có thể chọn những cái đồ mỏng và nhẹ để mình mang theo, nhất là một đôi giày bata để thuận tiện cho việc đi lại. Bởi vì nếu các bạn chọn dép hoặc là giày sandal thì khi mà bạn di chuyển nhiều bằng đôi chân trong ngày thì nó sẽ thể gây cho đôi chân bạn bị đau. Và nên mang thêm một cái áo khoác mỏng để khi trường hợp bạn ngồi học quá lâu hoặc là bạn di chuyển trên xe buýt hoặc là tàu điện ngầm trong khoảng thời gian dài, nó có thể gây ra cho bạn cảm thấy bị lạnh khi mà bạn ngồi ở trên xe buýt. Và chị cảm ơn những chia sẻ của Huy trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Hy vọng với những chia sẻ của em thì những bạn sắp tới đi du học Singapore sẽ có thêm hành trang và chuẩn bị tốt cho chuyến du học của mình. Một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tăng Đại Dương cảm ơn Huy nha. Cảm ơn chị.